Bom xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại hai anh em Bom đang ở ngoài đồng đón đầu cơn mưa để thả lưới cả nhà. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi tấp cái luồng cho nó rộng ra một xíu để mình thả lưới cho nó dễ. Tranh thủ Thanh ơi, trời mưa tới rồi. Đây cả nhà xem nè, mây đen quá trời đen luôn. Mấy hôm nay chỗ Bom mưa nhiều á, cho nên nước ở trên nguồn nó chảy về. Ở ngoài đồng mà nước nó chảy ghê chưa. Chỗ này mình có cái lồng đặt ha. Mưa lớn luôn rồi. Quá trời đen luôn. Mưa rồi cả nhà ơi, bây giờ hai anh em Bom đi về. Thì tối nay ra thăm lưới quay cho cả nhà xem nha. Mưa từ chiều đến giờ chưa tặng mưa luôn. Cho nên hai anh em Bom mang áo mưa đi thâu lưới. Tại thì cũng đã tới ngay cái điểm lưới của mình thả rồi nè. Anh thấy không? Ôi ôi, nay vô mánh rồi nè cả nhà. Mới vô là đã có cá rồi. Bữa nay nước lớn này là cá rô rì nè. Ui, đó rô rì, toàn rô rì con ơi. Ui, đó cả cặp nước cá trời. Mấy con này ngợp dính từ lúc nào sao? Đâu, để anh xem. Đây một cặp rô rì. Đi dở thăm một lượt đi Thanh ơi. Coi thử coi. Tính ra nó chạy trong cạn này nhiều này Thanh. Trong cái mé nữa. Đây này đây, lát để chụp ảnh. Đây con lát. À, con rô đồng nữa nè. Rô đồng. Rô đồng này cũng to nè. Đây. Ôi đây rô phi nè. Ui đó rô phi, rô rì tí nè. Rô phi nè. Phi. Ui, một cặp rô rì. Rô rì đi ta từng cặp thôi anh. Đây nè. Tại trường này cả nhà ơi. Rô rì, ui cục to kia chứ. Cảm ơn bằng tay luôn. Một cặp rô rì luôn. Đã ha. Đã ghê. Nước lớn này là em thấy được trước rô rì đi anh ha. Tính là rô đồng nó chạy lúc mà đầu mưa thôi. À đây con rô đồng đó nè. Còn bữa nay đỡ ốc rồi anh nè ha. Bữa trước. Đây con rô đồng đó nè, rô đồng. Ôi bà cua. Đây luôn cua đồng. Ra ngoài cái chỗ này nó mới chạy chạy nó dính lắm. Ủa đây con gì dính. À đây chạy dính. Đây dính. Ui con gì kén con này luôn nè. Ui xảy rồi ủi cho anh. Ốc nè. Chụp mấy con ốc này bỏ ra ngoài chứ để lát hồi nó. Đây nè. Đang bơi vô lưới nè. Ui cá lóc anh ạ. À cá lóc. Thế mình đen tới cá lóc, cá lóc to kia chân. Ui con này to nhất luôn á. Bữa bằng tay luôn ơi. Bữa giờ con này to. Ui. Đã. Ui anh ơi đây con dưới đây anh ơi. Anh giật ra dưới đây dưới đây. Ui rô rì rô rì rô rì rô rì. Ui rô rì. Con này to ghê á. Cả nhà xem mấy con cá rô rì này. Dưới ta. Ồ đã chưa. Đây một cặp luôn. Trúng mánh cá nhà ơi, chiều nay anh em thả. Mưa tới cái nó làm quá trời cá rô rìa đi luôn. Là dính gì nè, bị ngợp đi nè. Đây nữa. Rô rìa dính toàn cặp luôn. Ôi đây, giáp dây luôn nè. Ui, một em một con rô rìa to này Thanh ơi. Rô rìa. Tụi con đang đánh bằng tay. Đây cả nhà xem nè. Đã chưa. Chìm lưới luôn anh ơi. Đây, nó dùng nè, nó dùng. Thắc lát. Hai ba con luôn. Ui, hai con. Công nhận ngày hôm nay đi thăm lưới ham quá. Nước tràn lên á. Nhưng mà không có cá chê ha. Không có cá chê, chắc đi thi rồi. Có gì nữa nè. Con này nhỏ hơn. Ui, đây dính cái gì mình. Đây luôn nè. Đây. Con gì vậy? Rì không? Con cái gì? Ui, đây bốn con gì nè. Rô rì, sặc lát, sặc bướm à được. Ui, mấy con này ngợp dính đâu từ chiều. Ui, cá này cả nhà ơi. Ngay chỗ cái đường nước chảy anh, dính nè. Thôi đường chảy quá nè. Rồi, chồng vô trong thăm gỡ luôn ha. Để coi thử như ui, đây dính con gì nữa nè. Rồi, xảy rồi. À, chê. Sặc lát. À, đây, con cá chê Thanh ơi. Con cá chê to nè Thanh ơi. Con cá chê to nè, sắp xảy. Từ. Con sặc lát rồi. Cá chê à. Con vô lớp lưới rồi tập rồi. Đây con sắc lát bự xảy ra. Dạ hả? Mới tới đây nè, bông mới tới đây xảy. Bên này bên trên này.
đây đây, hai con luôn. Ui đó, lát nữa kìa. Ui. Đây luôn nè anh ơi, đây hai con luôn nè. Chi giống nè. Ừ. Ba con luôn chứ. Đây hai con đầu nữa. Ừ, hai đầu con. Nữa, con nữa là ba. Đây con nữa nè, nhưng mà thằng lát đầu kia to kìa ha. Tôi sẽ lát đầu nó to. Đây cả nhà ơi. Rồi, ngày này vô mánh rồi. Ừ, mới có ha. Tay đầu tiên. Ừ. Mê luôn. Hai đứa con là có ạ. Mà to bữa này nước lớn mà toàn là rô rì anh ha. Ừ. Hai ba cơn mưa nữa là nước lớn thì nó là rô rì không à. Ừ. Rô rì nước lớn nó mới đi. Ốc bù nó dính nè cả nhà. Thả lưới, sợ nhất là mấy con ốc bù này nó dính đến lúc mình thâu lưới á, nó ngậm lưới hết vào trong ốc luôn. Thôi, ngày hôm nay là cá dài là gỡ tới khuya luôn á. Nhìn cái rô rì mê luôn. Rô rì, ui có mấy con bằng bằng thân luôn anh ha. À. Có mấy con dày cui luôn. Đã ghê chưa? Cá này mà làm chả thì thôi chứ. Coi sảy nha. Còn lớp nữa. Anh nghĩ chắc không phải là hơn 2-3 kg rô rì á. Con to to không à. Mấy tay bên kia không biết sao. Nếu mà tay nào cũng vậy là cái thùng này gỡ đầy luôn ha. To ghê chưa. Nhìn như cá rô phi vậy ha. Bị ngán dày ghê thiệt chứ. Đã thiệt chứ. Cá rô này cả nhà. Ôi ôi. Rô rì ghê thiệt. Nhưng mà rì nó dễ gỡ hơn mấy con rô phi. Nó cắm cái đầu vô rồi nó có vòng ra. Wow, cái rô rì mảnh dày. Đâu, đưa lên cho con người xem nè. Cái rô rì mảnh dày nè. Cái gì cui luôn. Đã ha. Bằng bằng tay luôn, bỏ che, mắt bằng tay luôn mà. Hai anh em bơm gỡ vừa lưới xong tay lưới thì đi lên trên này để qua thăm tay lưới khác. Thì nhìn thấy dính thêm ba con thắt lát nữa nè. Cá chạy ghê chưa? Đầu gốc một con nữa, ba con. Đúng công nhận, cá mưa nó chạy ghê thiệt cái chứ. Ngay cái đường nước chảy này sạc lát đi, anh căng đâu sợ đâu. Đây, cả nhà xem nước nó chảy nè. Đó. Nước chảy quá nó lên. Cho nên là cá nó chạy. Cái khúc này khi nào cũng nhiều hết. Cái khúc này cái khúc con bờ á. Cái khúc nào mà nước chảy nó đi cũng nhiều mà. Cá vượt á. Đưa thùng cá anh cầm cho. Đây, để anh quay cho cả nhà. Quay cho cả nhà xem cái thành quả của cái tay lưới đầu tiên. Đây. Đây, cả nhà xem nè. Đó. Thắt lát dưới toàn là cá rô rìa không? Rô đồng chỉ có mấy con này thôi. Đó. Đây, nguyên tay chỉ có hai con cá rô đồng này thôi cả nhà. Nhưng mà rô rìa thì thôi rồi luôn. Nửa xô Thanh ơi. Được duy nhất có con cá chê. Nay là nước nó già rồi cả nhà. Cho nên là cá rô rìa này nó chạy. Cá rô đồng nó bớt chạy rồi. Chỗ này anh ước chừng 4 kg rồi Thanh. Nặng ghê. 4 kg rồi đó. Ui. Rồi, đây. Xưa là có ha. Còn 5 tay nữa mà. Ở tay nhỏ nhỏ còn cạn dính đấy. Kể ngay đây luôn. Cái cạn rất chưa dính. Dính chưa lớn. Tay này ngắn à. Ui anh ơi. À, có con sạc lát luôn lên rồi. Đó đó đây, lùi 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 sạc lát lên cho dính luôn. Lùi lên, đèn của Thanh. Rồi, xuống xong rồi. Trời ơi, dính cả bóng nữa. Bóng, ui, ui, cá. Trời ơi, nó dính bóng con luôn, thấy cái đường nó chảy nè. Anh, ốc, ui, ốc luôn. Còn cá bóng nè. Ây, đã chưa, gỡ đi cả nó xảy. Ui. Ây, cả nhà xem nè. Ngay chỗ nó chạy. Về nữa. Quá sức tưởng tượng luôn. Ngày hôm nay phải gọi là trúng mánh luôn á. Để anh quan coi bên này, coi con dĩ dùng bên này. Một con thắt lát. Làm cho trống đất thì chỗ đó kìa. Trong này một con thắt lát nữa nè Thanh ơi. Trong cả nó không có hả? Ờ, nó lôi vô trong này luôn nè. Đây. Ồ, hai con thắt lát. Rồi, tay lưới này nó chỉ ngắn vô đây thôi. Dính đây, đây, dính đây đã ha. Một khúc mà dính 50 cá đây đâu phải
nước chảy đây, nước chảy dính ngon. Nước chảy cho nên là cá này cả nhà xem nè. Đó ngay chỗ nó chảy mạnh nhất bên lên đây dính. Ba con chảy đi luôn. Nước nó chảy về bên dưới này nè. Xong cá dưới này nó chảy lên. Bữa nào cái tay bên ơi, cái tay bên kia chảy là ngon nữa anh ạ. Cái tay đầu chỗ nó chảy mạnh nhất á. Trời mưa rồi cả nhà ơi. Trời mưa thì bao không sợ, nhưng mà mình sợ sấm sét thôi. Hôm qua đây có con cá nữa nè, rô to quá trời luôn. Cái kia ầm ầm luôn. Đi chạy vô ha. Chừng nào mà hết mưa là mình chạy ra cả nhà ơi, tại vì trời có sấm sét nguy hiểm. Hai anh em bom vào đến trong nhà rồi, trời đang còn mưa nè. Mới thăm tay lưới thứ ba thì trời mưa mà nó sấm chớp á cả nhà, nên mình phải chạy về thôi. Tại ở quê mà ra đồng mà trời mưa mà có sấm chớp là nguy hiểm lắm. Đây hai anh em bom vừa chạy vô, còn mấy tay nữa chưa thăm. Đó, nhà xem nè thành quả của buổi đi thăm lưới tối hôm nay. Đã chưa? Con này nè, ui cả nhà xem. Cá rô nè, cá rô mà nhìn đã chưa? Có được con cá bóng nè, tôi toàn rô rì không ơi. Rô rề này nó chạy nước già ha. Nước lớn này nó mới đi. Rô đồng thì ít chạy rồi, rô đồng như có được hai con. Ba con, mới gỡ cái thứ ba làm con nữa nè. Thứ ba mới vô đường con chạy nó tiêu. Đây. Mấy con sống mình lừa lại cá rô á. Treo. Để thắt lát này cả nhà. Bây giờ mình bỏ tủ lạnh luôn. Để làm chả còn tươi luôn. Rô rề ha. Hơn đó Thành. Hơn 2 kg thắt lát luôn á. 3 rô phi luôn. 2 rô phi. Nhìn vậy chứ hơn 2 kg thắt lát. Rô rì chắc 3 kg á. Đây, nhà xem rô rì con nào con nấy khủng khiếp. Rồi mấy cái tre này làm mai nướng mắm gừng. Ngon. Rồi cả nhà ơi, chắc là cái video của hai em bom đến đây xin phép được tạm dừng nha. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian xem hết cái video. Chào tạm biệt nha. Bye bye.